nóc lùng hả? Dạ, nó cái kích thước của nó không quá to. Kêu bạn nóc này dậy nói chuyện với anh em chơi. Nó nằm như thế này. Mà ví dụ khi mà anh chạy lại nó, xong anh đi ra chỗ khác, mà anh thấy nó bơi lên và nó phình cái người nó ra. Lúc đó là mình không thể làm gì hết, mà chỉ nếu như mà không cấp cứu kịp thời là có thể là đi luôn. Đứt luôn á, đứt chết luôn á. Cuối cùng là bày ra nhậu nguyên bàn có vấn đề hết luôn. Em sẽ cho ăn là tôm ha, và để là vỏ luôn. Nhưng mà em cho ăn theo cách nào? Tại vì em vừa giới thiệu là đó, nó săn mồi thụ động. Đó, nè nó bắt đầu lên rồi đó. Hello, mình là Nam Ngô. Còn mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, ngày hôm nay mình có mặt tại nhà của bạn Quốc ha. Bạn Quốc cũng là một YouTuber và một người chơi bet. Có cái kiến thức rất là hay luôn, rất là tương đối. Thì cái cách chơi của Quốc mình rất là thích. Thích ở cái chỗ là chơi con nào là tìm hiểu cặn kẽ về nó, chơi chăm sóc cho tốt. Từ những cái đặc tính hay, cách sinh tồn, rồi rất là nhiều thứ hay luôn. Thì hôm nay mình sẽ có nhà Quốc để mà tìm hiểu những cái dòng bet mới của Quốc. Năm ngoái mình đã tới đây một lần rồi, nhưng mà năm nay có rất là nhiều bạn mới thì sẽ tìm hiểu về những người bạn đó. Ok mọi người. Okay. Thì hôm nay anh Nam tới thì mình cũng đã thay đổi một số những cái góc của mình. Là nếu như mà anh em nhớ ở tầng dưới này của mình thì có nhiều cái hồ mà nó chưa được hoàn thiện, nghĩa là mình chỉ để cá vô cho, nghĩa là không trống hồ thôi. Cho nên là lúc đó anh Nam quay thì cũng không có quá nhiều những cái con thú vị. Nhưng mà hôm nay mình sau một năm thì mình cũng đã nghiên cứu, tìm hiểu và đã tậu về được một số cái bạn mới. Thì hôm nay anh Nam qua thì mình sẽ giới thiệu đầu tiên, đây là một bạn cá nóc nước ngọt ha. Ok. Thì anh em ơi cho like nha anh em ơi, cho like nha. Cho mình like đi rồi mình quay cho nó sung nha anh em ơi. Cho miếng lửa nha. Ok, thì cái dòng nóc trước mặt anh em đây là một dòng nóc hiện tại là duy nhất ở Việt Nam. Thì mình đang sở hữu là bé này là bé duy nhất ở Việt Nam luôn. Wow, và dữ vậy. Dạ, một size khá là lớn. Anh em không biết là anh em có thấy được cái kích thước lớn hay không, nhưng mà mình với anh Nam đứng bên ngoài á, thì cái kích thước của nó nếu như mà đem đi so với kích thước thực tế của dòng này á, thì nó đã là gần như là max size rồi đó. Chắc cỡ 12-13cm. Dạ đúng rồi, 12-13. Cỡ bằng gói thuốc lá đó. Max size của nó chỉ được 15-16cm ha. Đó, cho nên là size này là gần max size rồi. Thì em xin giới thiệu một xíu, đó là dòng này là một dòng cá nóc tên tiếng Anh của nó là Pau Suvati. Nó thuộc họ nóc dạng là nóc lùng. Nóc lùng hả? Dạ, nó cái kích thước của nó không quá to so với những cái dòng nóc lớn như là Fahaka. Nếu như anh em biết Fahaka thì nó lớn cỡ 30-40cm đã là rất là to. Còn nóc còn có nóc MBU là nóc hoàng đế đó thì nó cũng kích thước cũng cỡ 50-60. To dữ à. Dạ. 50-60 bự lắm à. Dạ, nó nằm trong khoảng đó. Quá đã ta. Nóc này nước ngọt, ơi nước mặn hả? Dòng này là full nước ngọt luôn anh. Full thì nước ngọt luôn. Xuất xứ của con này là ở sông Mekong. Sông Mekong và lưu vực của nó là ở Thái Lan và Lào. Ồ. Nó nằm trong khoảng đó. Thì, nó đang dù mình xuống cát là ngủ á ta. Cái dòng này á thì đa số những cái dòng nóc, không chỉ riêng là nóc những cái dòng nóc nhỏ, thì những dòng nóc lớn đều có tập tính vùi mình dưới cát. Tại vì cá nóc nó là một dòng săn thụ động chứ không phải chủ động đi săn. À, nó nằm chờ đúng không? Dạ đúng rồi, nó chờ những con cá lại gần, hoặc là những con ốc rồi con cua, con tôm bò lại gần thì nó sẽ bay lên nó đớp đớp con mồi. Ồ, quá hay luôn. Anh em ơi cho like đi anh em ơi, cho like cho nhiều nhiều lên, like cho sung nha. Anh em gì đó, anh em cho 5.000 like đi, mình kêu bạn nóc này dậy nói chuyện với anh em chơi. Giờ nó nằm im ghe, nằm như cục đá vậy ha. Dạ. Đúng là nó săn mồi thụ động, đâm ra nó nằm như cục đá, nằm tỉnh thì tỉnh luôn. Dạ đúng rồi. Nhưng mà cái chế độ ăn của nóc thì trong cái môi trường nuôi nhốt á, thì theo em có hỏi qua một số keeper nước ngoài á, thì người ta sẽ nói là cho ăn mỗi ngày chứ không phải là cho ăn theo kiểu là cách ngày hay là cho ăn nghỉ. Như một số những cái dòng khác. Thì anh sẽ nghe là một số dòng cá săn mồi thì nó sẽ ăn một thời gian rồi nó nghỉ để nó tiêu hóa. Còn nóc này thì anh có thể cho ăn mỗi ngày và có thể là một ngày từ 1 đến 2 lần cũng được. Nhưng mà em cho ăn theo cách nào? Tại vì em vừa giới thiệu là đó, nó săn mồi thụ động. Thì mình sẽ cho ăn cách nào? Ví dụ là em đút nó ăn, nó ăn không? Em có thải cho nó vẫn dạ ăn có. Thường. Dạ có. Thì nóc á, nó sẽ có hai phương pháp mình có thể cho ăn. Cách thứ nhất, nếu như mà các bạn là những người gọi là bận bịu về công việc mà vẫn muốn chơi nóc thì các bạn có thể sử dụng những cái động vật sống, ví dụ như là cá. Rồi lâu lâu có thể bổ sung thêm tôm sống, tép sống hoặc là cua, những cái con cua đồng nhỏ nhỏ nhỏ. Thì thực ra cái con đó thì
ở quanh khu của em thì nó quá khó kiếm. Cho nên là em sử dụng là tôm, tôm sú em sẽ cắt ra để phun vỏ luôn, không cần bỏ vỏ. Chỉ bỏ phần đầu với lại cái phần gai đuôi thôi. Để vỏ lấy canxi rồi đúng không? Dạ không, tại vì thực ra cái dòng nóc á, cái răng của nó sẽ có xu hướng phát triển theo thời gian. Tụi nó sẽ, tụi nó như răng thỏ và răng chuột vậy á. Tụi nó sẽ không thể nào ngừng phát triển, và nếu như mà mình không có cải thiện cái việc đó thì tụi nó sẽ đâm ngược lên cái miệng của nó luôn. Nghĩa là nó ăn cái vỏ nó cứng thì nó cũng là đồng thời nó mài cái răng đó. Dạ đúng rồi. Và đồng thời là cái việc mài răng đó cũng là để đảm bảo an toàn cho người chơi nữa anh. Tại vì thực ra nóc không phải là một cái loài bét dành cho những người mới bắt đầu chơi. Mà nó phải là một người đã chơi qua một số những dòng săn mồi, hoặc là ngay cả những cái dòng nóc cơ bản, ví dụ như là nóc râu hay là nóc mắt bò. Thì những cái dòng đó thì nó là cơ bản và nó cũng như là giá thành nó sẽ phù hợp với newbie. Còn đối với những cái dòng nóc mà thứ nhất mà người bán giới thiệu là về độ hiếm cao cũng như là giá thành mắc thì thực sự nó lại không phù hợp cho các bạn newbie. Thì các bạn newbie nhiều khi không xử lý được một số cái trường hợp mà nó tấn công. Thì nóc nó không phải là một loài, đa số nóc không phải là loài thân thiện với con người. Nó sẽ có xu hướng gọi là cắn khi mà cảm thấy bị đe dọa. Nó sống cũng tầng đáy đúng không? Dạ đúng rồi. Sống tầng đáy cho nên nó mới vùi vô cát. Dạ. Và cái dòng nóc nước ngọt này nó có cái kiểu mà xì phù lên như quả banh không? Có luôn anh. Đa số những dòng nóc là đều sẽ phình lên. Thì cái cơ chế phình lên của nó là như thế này. Nó không phải là nó hít khí vô mà là nó uống một lượng nước nhất định vào cơ thể của nó. Thì cái việc mà nó phồng lên á là trong người nó chỉ toàn là nước thôi. Nó không phải có không khí. Và việc nó phình lên như vậy á thì nó sẽ có hại chứ hoàn toàn không có lợi. Nó, cái đó nó có lợi một phần là nó tránh các động vật ăn thịt, cũng như là tránh những việc nó bị tổn thương cơ thể. Còn cái có hại của nó sẽ là nhiều hơn. Cái hại thứ nhất của nó là nó sẽ không bơi được. Tại vì cái đó nó chỉ nổi thôi. Như chế banh rồi. Dạ đúng rồi, nó chỉ chế banh vậy. Thì cái lúc đó nó sẽ phải cấp tốc nó bù lại cái lượng không khí nó đã gì, nó sẽ nhả cái lượng nước đó ra. Nó sẽ nhả lượng nước đó nhanh nhất có thể. Và cái thứ hai nữa là cái hại là nó sẽ ảnh hưởng đến bong bóng của con cá. Nghĩa là anh bơm một lượng nước, cái con cá nó bơm quá nhiều nước vào cơ thể thì nó sẽ chèn cái bong bóng cá. Mà nếu như mà nó làm đó cái kiểu đó trong một thời gian quá dài, nghĩa là từ một tuần trở lên, thì là nó sẽ bị vỡ bong bóng và con cá có thể chết. Thì cái nó xì bong bóng, nó xì bự ngự lên thì cái đó, cái hành vi đó là nó đang muốn thể hiện điều gì? Cái việc mà con cá nóc nó phình lên thì theo như em tìm hiểu cũng như là tham khảo một số những cái nghiên cứu ở trên mạng thì sẽ có hai cái chiều hướng. Cái chiều hướng như lúc nãy em nói thì nó sẽ tự vệ. Nó tự vệ, nó bảo vệ bản thân. Và còn cái thứ hai nữa là trong quá trình nuôi nhốt á, thì cái này các keeper sẽ rất là dễ thấy đối với các dòng nóc mà như cái dòng nóc lùn như thế này, thì nó sẽ muốn cho ăn. Nó sẽ phình lên, nó sẽ bơi lên. Nghĩa là anh sẽ không thấy nó nằm như thế này. Mà ví dụ khi mà anh chạy lại nó, xong anh đi ra chỗ khác, mà anh thấy nó bơi lên và nó phình cái người nó ra. Thì một số keeper ở nước ngoài người ta nói là cái này nó đang muốn mình là cho nó ăn. Nó đang đòi mồi. Nó đang thở rồi phải không ta? Nó phập phiêu ra. Dạ đúng rồi. Lâu lâu nó sẽ thở như vậy để nó lấy không khí. Tại vì bình thường khi mà nó đã vùi hoàn toàn, nghĩa là ở đây mọi người thấy á, là nó đang để 1/2 cơ thể của nó phía trên. Nghĩa là nó đang chỉ là nằm ở dưới để cảm thấy an toàn, nghỉ ngơi thôi. Còn khi mà nó đã bắt đầu trong cái trạng thái săn mồi á, nó sẽ vùi hoàn toàn cơ thể luôn, là mọi người chỉ thấy đúng hai con mắt thôi. Thì săn mồi y như cá sấu nha, kiểu tự động nằm núp lùm á, rình. Lâu lâu thì mọi người sẽ thấy nó dùng cái phần hai bên mang của nó, nó đẩy cái cát ra để nó lấy không khí. Nó lấy khí trong nước. Cái này giờ được nhiêu rồi? 200 mấy chục người coi. Anh em cho thêm like anh em ơi, cho thêm like rồi mình nhắn tin mình kêu nó dậy, nó ngủ quá rồi, mắt nó mở rồi kìa anh em. 4.200 rồi hả? Vậy thêm 5.000, thêm mấy trăm nữa đi, cho mấy trăm like đây, cho miếng động lực nha, bơm chút xíu lửa đi. Ok, hỏi cá nóc này bắt ngoài sông bắt được không? Cái dòng cá nóc này thực ra thì bắt là ở ngoài sông, bắt ở hoang dã mọi người, chứ không phải là nuôi. Tại vì cái một số những cái dòng nóc á thì đa số sẽ không thể sinh sản trong môi trường nuôi nhốt. Trừ hiện nay thì ở trên thị trường cá nóc á thì cái dòng sinh sản được nhiều nhất là dòng pha ca. Thì cái dòng đó hiện tại đang sinh sản với số lượng rất là lớn, và đa số các dòng cái con pha ca hiện tại mọi người thấy ở trên thị trường á đều là hàng sinh sản chứ không phải hàng hoang dã. Tuy nhiên thì đối với là anh em chơi cá săn mồi, mọi người đều thích cá hoang dã hơn, tại vì nó vẫn giữ được cái nét ngoài tự nhiên của nó với cái bản năng săn mồi nó còn. Dạ đúng rồi.
Còn nếu như mà đối với những cái dòng pha AK nuôi sinh sản trong môi trường nuôi nhốt thì nó đã quá quen với môi trường nuôi nhốt rồi, cho nên nuôi nó sẽ dễ hơn, thì đó cũng là một cái cách để mà newbie dễ tiếp cận. Ví dụ như newbie thì họ sẽ không thích những dòng nóc nhỏ, họ muốn chơi những dòng nóc có kích thước lớn, ví dụ pha AK thì hiện tại pha AK đã phù hợp với newbie hơn. Max size nó bao nhiêu ta pha AK? Pha AK thì em thấy là con bự nhất em từng thấy là 40. Ồ, to. 40 là to đó. Dạ rất là 40 to. Là to lắm á, lúc nó xì hình trái banh ra chắc bự như trái bóng rổ á. Dạ. Đối với những cái dòng, những cái con nóc mà size lớn á thì em thấy những cái con nóc kiển thì nó sẽ không phình lên khi ở size lớn. Nghĩa là nó không phình quá nhiều. Đối với những cái dòng nóc này á thì những cái size nhỏ hơn thì nó hay phình hơn. Ôi, quá trời like. Ok. Cái dòng nóc thì tất nhiên tất cả các dòng nóc đều sẽ có độc. Cái độc của nó sẽ gắn liền với lại cái họ của cái dòng cá nóc. Cái dòng cá nóc ví dụ như pha AK hay là MBU á, cái họ của tụi nó là tetrodon, thì cái độc của tụi nó được gọi là tetrodotoxin. Thì cái độc đó nó sẽ ảnh hưởng đến hệ thần kinh, nghĩa là các bạn ăn vô á thì nó sẽ ảnh hưởng đến khá nhiều về sức khỏe, như là có thể mất mạng luôn. Nó bị tê liệt cái hệ thần kinh luôn á. Dạ đúng rồi. Nghĩa là lúc đó là mình không thể làm gì hết, mà chỉ nếu như mà không cấp cứu kịp thời là có thể là đi luôn. Đứt luôn á, đứt dạ. Chết luôn á. Thì cá nóc thì ăn thì cần phải có một đầu bếp chuyên nghiệp, nghĩa là biết bộ phận nào nó à. Sẽ gì. Cái đó thì em cũng có tìm hiểu qua là cái em nhớ là có cái tinh hoàng của con cái của tinh hoàng của con đực chứ. Nó sẽ khó phân biệt so với là cái buồng trứng của con cái. À. Mà cái buồng trứng của con cái lại là một chất độc. À. Nó cực kỳ độc, nghĩa là em nhớ là có khoảng 3 bộ phận là độc nhất trong người con cá nóc. Cho nên là làm thịt cá nóc á, ở bên Nhật á các bạn, ăn thịt cá nóc là thuộc dạng cao cấp á, luxury á, làm cho gọi là big boss rồi mới ăn mấy đó. Nhưng mà để làm thịt con cá nóc là phải master mới được phép làm ha. Còn không là gây chết người. Ở Việt Nam mình thì cũng rất là nhiều ngư dân làm, chắc cũng biết á, nhưng mà đôi khi ẩu rồi làm không kỹ, hoặc có những người không biết luôn thì làm mà cuối cùng là bày ra nhậu nguyên bàn có vấn đề hết luôn. Dạ, cho nên là mọi người cẩn thận. Dạ, tại vì cá nóc á thì thực ra không phải chỉ riêng cá nóc mà là tất cả những loài cá luôn. Nhưng mà đặc biệt với cá nóc thì đa số các cơ quan nội tạng của tụi nó đều là có độc. Và đặc biệt là mật. Mật của cá nóc là cực độc. Và cái mật mình không thể nào biết khi nào nó vỡ. Thì cái mật thực ra nó rất là dễ vỡ. Nếu như mà anh em mà đi ra chợ, anh em thấy một số cái người bán cá mà người ta cắt cái nội tạng cá ra thì nó sẽ có một số cái chất màu đen đen hoặc là xanh lá cây, thì cái đó là cái mật. Và cái mật đó thì nếu như mà anh em cắt không cẩn thận, hoặc là lỡ mà cái đầu, cái lưỡi của cái dao á, nó cứa nhẹ thôi đã đứt rồi. Mà nó đứt như vậy á là mình phải bỏ nguyên con cá luôn, không phải làm, không thể nào làm tiếp được, nó nhiễm độc rồi. Dạ đúng rồi. Ok, em có cách nào kêu vậy không? 10.000 đi hả? Thì bây giờ mọi người quên like nữa rồi mọi người ơi. Nó thích ăn gì vậy anh? Nó thích ăn gì ta? Thức ăn của đa số các dòng cá nóc thì sẽ có khá là đa dạng. Ví dụ như là cá, những cái dòng nóc thì như cái dòng nóc nhỏ này nó sẽ rất là dữ, thì cá sẽ là một cái sự lựa chọn ưu tiên. Tuy nhiên thì cá ở ngoài những cái tiệm cá thì mình sẽ không thể nào đảm bảo được cái nguồn. Bởi vì mình không sẽ biết là ký sinh hay là bệnh liên quan tới những cái con cá đó thì nó sẽ lây qua cái con cá nóc của mình. Thì tất nhiên là các bạn sẽ có một lựa chọn khác, đó là thức ăn đông lạnh. Là cá mua ngoài tiệm, cá cơm các bạn mua xong các bạn đông lạnh, khi nào ăn các bạn rã ra. Hoặc là tôm, rồi sò, ốc, cua. Cua, cái loại cua đồng thì nó nhỏ xíu, nhỏ thôi, các bạn đừng mua những cái con quá to. Nhưng mà cua đồng thì ra không phải ai muốn có cũng được. Mà cua là bắt buộc phải là cua sống nha. Ghẹ sữa riêng sa tế được không? Cái này khó. Món nó ăn được à. Cái này khó. Món nó nhỏ xíu à, vừa bỏ vô nhai ngon lắm. Tranh thủ. Ok, thì giờ trước khi mà đạt được tới cái số like mà anh Nam yêu cầu thì bây giờ em sẽ nói sơ qua về cái cách setup hộ ha. Ok. Thì đối với lại những cái dòng nóc này á, cái việc mà không setup là một cái thực ra cũng được, nhưng mà nó sẽ, con cá nó sẽ không được happy mọi người. Con cá nó sẽ cảm giác là nó sẽ stress và nó thấy là nó đang bị giam cầm, chứ không phải là nó đang sống trong một cái môi trường mà nó muốn. Cho nên là cái dòng nóc này á, cái tập tính của nó là vùi xuống dưới nền, cho nên là cái nền của mình á, mình setup nó khá là dày. Dày cát ha. Dạ. Đây các bạn. Đây là cát nắng vàng, cát thủy sinh. Nếu như anh em chơi thủy sinh là khá là quen thuộc với cái loại cát này. Nó mịn. Cỡ hai lóng tay mình á. Dạ, hai lóng tay. Hai lóng tay là dư luôn anh. Tại vì thực ra nó không có ló, nó không có dụi hết xuống tới đây, nó chỉ lót tới đây thôi. Và
cái dòng cá nóc á, cái thói quen của tụi nó sẽ là không phá cây thủy sinh, cho nên là các bạn cũng có thể là set up một cái bãi dày cát và để một số những cái dòng cây thủy sinh trong đây. Ồ, cũng được. Hay là chơi kết hợp thủy sinh được hả? Dạ đúng rồi. Quá hay, đó là một điểm cộng nha các bạn. Nhưng mà đó là chỉ là đối với những dòng lóc nhỏ thôi nha anh. Còn những cái dòng như là pha HK hay MBO thì tụi nó phá là điều chắc ăn. À, đó, tụi nóc lùng này ok. Dạ, ok. Rồi cần gì nữa em? Thì mọi thứ còn lại thì cái lọc là sẽ là như bình thường. Nếu như các bạn chơi những dòng cá khác thì các bạn cứ set up như vậy, miễn làm sao là cái hệ thống lọc của các bạn nó có vi sinh. Để là tại vì cái dòng cá này á, nó là dòng săn mồi và nó ăn thức ăn là thịt sống, cho nên là phải có cái lượng vi sinh trong hồ để nó tải hết được cái lượng ammoniac mà khi mà con cá nó thải ra. Và cũng như là những cái đồ ăn sống nó còn vương vãi trong cái hồ, thì cái điều đó là không thể tránh khỏi, mình phải nhờ vào cái trợ thủ đắc lực đó là vi sinh. Thì vi sinh ở nhà em thì em xài hiện tại là Seachem Stability. Thì cái đó là một dạng vi sinh thì anh em cũng khá quen thuộc với cái hiệu Seachem rồi. Hiệu nó quá là nổi tiếng. Và sắp tới là em sẽ sử dụng Pristine để nó cải thiện thêm cái việc gọi là thử những cái độc tố đó. Nó có nhạy cảm với nước dơ luôn? Dòng nóc thì đa số các dòng cá này đều sẽ mẫn cảm với nước dơ. Tuy nhiên thì mình cũng không cần phải thay nước quá nhiều. Bản thân em thì cỡ 2 tuần em thay một lần. Đúng tiêu chuẩn nha. Nói chung cái thường thường 2 tuần thay nước lần là ok. Dạ đúng rồi. Và nền rồi, lọc rồi. Nó có cần oxy không? Oxy có phải là một điều kiện tiên quyết để nuôi nóc không? Ồ thì thực ra cá nóc thì cũng khá là cần oxy anh. Tại vì nó như lúc nãy em cũng có nói là về cái tập tính nó hay phồng cái người đó lên á. Thì lúc mà nó thải nước ra thì cái điều mà nó cần nhất là lúc đó là oxy. Nó hít cái oxy vô để nó tải đi cái nước ra. Dạ đúng rồi. Tại lúc này nó đang căng lên mà. Có nghĩa là người nó sẽ bù trừ hai cái, nước nhiều thì oxy ít. Dạ. Xong rồi phải vô, muốn vô oxy thì phải xả nước ra. Dạ, à, có nghĩa là nó bù trừ qua lại vậy đó. Dạ đúng rồi. Ok, phải gì nữa ta? Ống này ống gì ta? Ống này cái ống đó, ống ao của cái lọc của anh. À ao lọc rút ra. À đúng rồi, em còn một điều nữa. Thì lúc nãy em có nhắc về một cái vấn đề đó là đa số các dòng nóc nó không dành cho những người mới bắt đầu chơi. Thì nó sẽ có hai nguyên nhân. Thứ nhất là cách chăm sóc cá nóc thực ra nó quá là khó. Nghĩa là lúc nãy giờ thì em chia sẻ thì mọi người sẽ nghĩ rằng à, chăm cá nóc quá đơn giản đi, mình chỉ cần set up đúng như thế này và cứ cho ăn thôi, cứ thả mồi vô là nó sẽ ăn. Nhưng thực ra đa số những dòng cá nóc mà nó có cái tập tính là vùi người xuống dưới cát như thế này á, thì thực sự mà nói mà cho ăn mồi sống thì các bạn sẽ không bao giờ thấy nó ăn đâu. Gần như là không thấy luôn. Nghĩa là em đã thử qua cá chép mồi rồi và nó chỉ ăn khi mà nó cảm thấy an toàn, mà thực sự mình không biết khi nào nó cảm thấy an toàn cả. Dạ. Và cái việc mà mình muốn thấy nó ăn thì mình chỉ cho nó ăn mồi chết thôi, mồi đông lạnh. Và để làm được như vậy thì mình chỉ có cách là tập đút nó ăn, đút ăn thì lúc đó mình mới thấy nó ăn được. Và những cái dòng nóc ở nước ngoài thì họ khuyến cáo là nên đút ăn. Tại vì thực sự mà nói dù gì mình tương tác với nó mình vẫn tốt hơn là mình cứ để mặc cho nó hiểu nhau sống. Hơn đúng không? Dạ, đúng từ rồi. Từ sẽ kết nối được với nhau hơn. Và đèn có phải là cái yếu tố quan trọng đối với nóc không em? Dạ, nó có giá trị gì không hay là cái đèn là lấy sáng được rồi? Dạ đúng rồi, cái đèn nó chỉ mình để ngắm thôi, ngắm con cá thôi. Tại vì con cá nóc thì các bạn nếu mà chúng ta suy luận thì cũng biết là cá nóc nó sống ở dưới tầng đáy mà, cho nên là ánh sáng nó không thực sự quan trọng đối với nó. Dạ. Nhiều khi ví dụ như mà anh khi mà anh tắt đèn á hay là anh lại gần con cá nóc á thì anh cũng phải tạo ra một số những cái tiếng động. Hoặc là anh đi từ từ tới, chứ anh đừng có đứng, ví dụ anh đi từ đó mình chạy ra đây liền. Anh đứng anh ngắm nhìn nó, anh chừng mắt anh nhìn nó là lúc đó nó sẽ bắt đầu nó sợ và nó sẽ phồng người lên. À. Giống như một số lần mà trước đây khi mà em mới bắt đầu đem con cá nóc này về á thì lúc đó nó chưa quen hồ là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa nó chưa có tương tác với mình nhiều thì nó sẽ cảm thấy là cái không gian xung quanh nó xa lạ quá. Thì nó sẽ có cái động thái là em cứ tắt cái đèn bên này, và em tắt cái đèn này một cách đột ngột á, em chưa có chuẩn bị tâm thế cho nó, nó sẽ phồng cái người đó lên. Mà một thời gian vậy thì nó sẽ không tốt cho con cá. Ok. 10.000 chưa? 11k rồi, cho nó đánh dậy đi. Được rồi. Thì dậy đi cưng. Thực ra cái dòng nóc này á, em sẽ cho ăn là tôm ha, và để là vỏ luôn. Thì cái vỏ này lúc nãy anh Nam cũng có chia sẻ là để nó mài răng. Nó mài răng để cái răng của nó, thứ nhất là nó không có ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như là thể trạng của con cá. Cái thứ hai nữa là lỡ mà mình có bị cắn thì cũng sẽ không có gây thương tổn ha. Thì đây là tôm đông lạnh nha các bạn. Đúng rồi, tôm đông lạnh mới ra đông lúc nãy ra. Đây tôm đông lạnh, tôm sống đông lạnh, cắt khúc nhỏ. Anh em nhớ dùng kìm gấp nha, dạ, đầu gấp nha. Đó, nè nó bắt đầu lên rồi đó. Ôi dễ thương vậy. Rồi. Đó.
Dễ thương vậy. Thì cái dòng nóc, những cái dòng nóc mà nó nhỏ anh, thì là nó sẽ có một cái mà mình thấy nó dễ thương nữa, đó là cái việc thay đổi màu sắc của nó. À, nghĩa là màu sắc của nó sẽ tối khi mà nó đang tức giận. À, và nó sáng như thế này nghĩa là nó đang gọi là nó đang happy nè, đang happy. Và màu nó nhợt nhạt đi nữa là nó đang cảm thấy là không khỏe trong người. Thì những đây cái đó, lúc mà nó bị nhạt màu thì mình sẽ phải gọi là để yên, đừng đụng gì tới nó. Trời, nhìn cái mỏ mà giống mỏ tàu á. À đúng rồi. Cặp môi quá. Dạ, đúng rồi. Thì cái dòng cá nóc này á, lúc nãy em có nói về cái tên của nó là... Có thể gỡ này ra không ta? Cái này chỉ vạch ra vậy thôi. Thì em dán lên, kéo hai mặt. Thì cái dòng nóc này á, là tên Latin của nó là Pausuvati. Thì nó là dòng nóc thuộc họ Paus. Thì cái tên thông thường của nó thì nó sẽ có ba tên. Một tên là cá nóc sông Mekong. Như lúc nãy em nói là xuất xứ của nó là từ sông Mekong. Cái thứ hai nữa là như anh Nam nói thì cái mỏ của nó như thế á, thì mọi người nhìn có khá là giống cái mỏ của những con heo. Nhìn thì kỹ, nhìn kỹ thì sẽ giống. Câu đầu tôi nói mỏ giống tôi, câu sau nó nói mỏ giống con heo. Ý nó nói tôi giống mỏ, tôi giống con heo thì thằng hát. Đó thì là cá nóc mỏ heo. Và còn một cái tên nữa đó là nóc chữ V. Thì mọi người có thể để ý ở trên cái đỉnh đầu của nó có một cái chữ V. Đây đây đây. Hoặc là nóc mũi tên, nó nhìn như cái mũi tên luôn. Nhiều tên quá ha. Dạ. Vây với lại cờ nó quẹt liên tục y như cái tàu ngầm vậy ha. Dạ đúng rồi. Đa số các dòng nóc nó sẽ có cái hành động như vậy anh. Nhưng mà nó bơi. Múa à, múa cái hai cái tay bơi nó kìa. Dạ. Đó mọi người có thể thấy hoa văn của nó ha. Rồi đẹp quá. Đó nó đang đó. Lại nằm xuống nữa rồi. Thú vị không các bạn? Thú vị cho xin một like đi. Hello. Cho xin một like đi, biểu diễn lần nữa. Một lần em cho ăn là ăn một khúc vậy thôi. Hay dạ, một khúc vậy thôi anh. Không ngày, cho ăn nhiều. Ngày lần. Ngày 1 đến 2 lần, nghĩa là sáng chiều. Oh. Sáng chiều hoặc là một lần. Nghĩa là em không có cho ăn mỗi ngày 2 lần, em chỉ cho một lần thôi là đủ rồi. Và cái nữa là lúc nãy em, cái nguyên nhân mà em dán cái miếng này, thực ra là thứ nhất là tại vì nhà em hay có một số bạn của ba em tới mà có con nhỏ. Thì mấy đứa nhỏ hay là cứ cho tay vô. Mà những cái con nóc như thế này khi mà cho tay vô á thì tay nó nhỏ, cái tay mấy đứa nhỏ thì nó nhỏ như nè, mà cho con đốt à. Mà nó cứ lấp ló vậy á, cái con cá nóc nó sẽ nghĩ đó là mồi, cho nên nó sẽ lên nó sẽ táp. Răng nó bén không ta? Thực ra nói mà răng bén hay không thì thực ra em cũng mới được trải nghiệm. Mới được trải nghiệm hôm thứ hai vậy luôn à? Dạ. Đâu? Là thực ra thì nó không nè, nó cắn ngay đây thôi nhưng mà lành rồi. À vậy cũng đơn giản. Tại vì đó là cái lý do tại sao mà em bảo là tôm nên để vỏ. Tại vì thực ra cái dòng này á, cái răng của nó như là hai cái hình tam giác á, cắt vô nhau. Và nếu như mà mình mài thường xuyên á thì nó sẽ gần như là an toàn cho mình. Nghĩa là nó vẫn nhọn nhưng mà nó sẽ không quá bén. Để mà nó cắt xuyên thịt mình. Còn ví dụ những cái dòng mà nó mình mới bắt về á, mình mới bắt từ tiệm về, thì người ta thường là những cái dòng là nó đánh bắt tự nhiên, cho nên là cái răng của nó hoàn toàn là không có, mà nó không bị mòn, nó vẫn bén. Và khi mấy bạn mà thao tác không cẩn thận á là nó cắt một phát là đứt thịt luôn. Thích quá à, thích quá. Không lẽ giờ kiếm cái gì? Ác lắm nha, ác lắm nha. Không lẽ giờ làm cái hồ thủy sinh nhỏ nhỏ xong rồi kiếm một em về ta. Dạ đúng rồi. Tại vì cái dòng nóc này á nó không cần hồ to. Những cái dòng nóc nhỏ này thường ra kích thước của nó cao lắm chỉ là mười mấy xăng thôi. Nó không quá to để nhưng mà nó cũng lặn xuống cái nền vậy, nó cũng làm cây cỏ mình nó bị vấn đề chứ ta. Nghĩa là ví dụ như thường những cái con nóc này mà nó vùi á thì theo như em hỏi những cái keeper thì nó sẽ thường kiếm một cái chỗ nào khuất bóng mình, khuất nghĩa là những cái chỗ mình sẽ không cắm cây nó sẽ vùi. Cho nên là em khuyên là ví dụ như mà anh em có chơi thủy sinh á thì anh em cứ để nguyên chậu vô, hoặc là cắm á, mình cắm cây làm sao để nó có một khoảng trống để nó cứ quen cắm là một bên thôi. Dạ đúng rồi. Ok. Hoặc là mình cứ thả rong vô là được rồi, khỏi cần phải cắm cây hay gì hết. Thả rong hả? Dạ. Cho mấy cọng rong á. Dạ đúng rồi, cái rong đuôi chó á. Dạ, thả vô là được rồi, không vấn đề. Quá ok, quá hay luôn. Đó. Hello mấy trăm anh em rồi. 200 anh em nha. Hello 200 anh em đang coi con cá nóc mà người ta nói rất là giống tôi luôn. Thiệt á. Cái dòng cá nóc này thực ra anh thấy nó nhỏ như vậy thôi, nhưng mà ở ngoài tự nhiên á nó xử được, nghĩa là nó tấn công được cả những dòng cá lớn luôn. Nghĩa là nó sẽ không ngán bất kỳ ai. Nghĩa là nó cứ thấy những con cá nào cứ lượn lờ quanh nó sẽ cắn luôn. Chứ nó không có ngán đâu. Cho nên là trong hồ á thì tốt nhất là mình chỉ nuôi đúng một mình nó, và không được nuôi thêm một con cá, ngay cả cá nóc cùng bầy với nó luôn. Tại vì hai con mà chui vô hồ nó sẽ cắn nhau tới chết luôn.
Này chắc bữa nào qua thăm mấy anh em thí sinh thiết kế một cái hồ nhỏ nhỏ về kiếm bạn này bỏ vô quá. Thích á nhà anh em. Anh em thí sinh ơi. Cái này dòng nóc này thì em không biết là hiện tại trên thị trường của Việt Nam có hay không, nhưng mà em có hỏi một số những cái keeper cá nóc ở nước ngoài á. Thì cái thị trường cá nóc họ nói là cái dòng này nó khá là hiếm. Và cái việc mà có được một con mà size lớn như thế này á cũng khá là khó. Đa phần là những cái con đó thì nó sẽ nhỏ. Và nói chung là em thấy là người ta nói nó lớn rất là lâu. Còn tuổi thọ thì em được nghe chia sẻ là trên 10 năm. Trên 10 năm hả? Dạ. Coi như mát size nó khoảng 15cm. 15cm. Gần mát size rồi đó. Dạ đúng rồi. Mà nó lành quá, anh thích cái tính cách của nó ghê á. Dạ, để rồi. Lên đồ ăn cái là đưa. Ví dụ như mà lâu lâu khi mà anh cho nó ăn á, nó lên như vậy thì anh tranh thủ là anh dùng tay anh tương tác với nó. Tương tác bên ngoài. Bên ngoài để nó theo tay của mình. À. Thì một thời gian nó sẽ quen, nó thấy mình là nó ra là nó sẽ giỡn. Cái này anh làm cái máy lọc mà nó máy lọc dạng keo xong rồi có cái dòi qua nhiễu nước nó nở xuống vẫn được đúng không? Đâu có dạ, cục oxy sủi dưới nước này đâu. Dạ đúng rồi, nghĩa là miễn sao là mình tạo được thứ nhất là oxy, cái thứ hai nữa là vi sinh nó xử lý những cái chất dơ cũng như là những cái khí độc của mình là được. Hello 300 anh em nha. Anh em cho like động lực anh em ơi. Yeah. Ví dụ team đi, team đi. Yeah. Ví dụ như là những cái trả lời comment mọi người đang hỏi. Ok. Thôi anh cứ tư hỏi cũng được. Dạ. Kêu quay kêu em đó quay đi lên nhà đi. Ồ. Tiên. Quay gì? Ok. À rồi, ok. Ok, cứ từ từ mọi người. Từ từ, đừng gấp. Lấy trước. Nay mình quậy quất tới tối luôn. Hello anh. Đối với cá nóc á thì cái việc mà vệ sinh hồ của tụi nó cũng khá là đơn giản. Đối với những cái dòng nóc lớn á hay là cả những dòng nóc này cũng được, cái phân của tụi nó sẽ không phải là miếng nhỏ mà khi mà nó thải ra thì nó văng khắp hồ. Tụi nó sẽ ị ra một cục phân mà nó dính thành một cục như thế này. Và anh chỉ cần lấy cái những cái vợt mà lưới nó căng á, anh vớt ra, bỏ rác là được. Nghĩa là mình không cần phải thay nước, là mình để mình hút phân. Mình có thể trực tiếp mình dọn phân ra ngoài luôn. Coi như nó không tan trong nước. Dạ đúng rồi, không tan. Cũng và những cái đồ ăn dơ vương vãi như thế này lúc nãy em cho ăn á, mình cũng nên vớt ra chứ mình để lâu nó sẽ dơ nước. Wow, rồi hay quá ha. Thích quá ha. Giờ muốn kiếm con đâu ra ta? Khó anh em. Hàng này hiếm nha, Việt Nam duy nhất một bạn ha. Dạ, Việt Nam duy nhất bạn. Hiện tại thì em biết là chỉ có một mình em có con này. Có một số dòng nóc khác cũng mình cũng có thể trải nghiệm, ví dụ như là nóc râu hay là nóc mắt bò. Đó thì là những dòng đó mình cũng có thể trải nghiệm, nó cũng có cái tập tính tương tự như con này, tại vì đều xuất xứ từ sông Mekong hết. Nhưng mà trong những cái chung một cái hạng cân của tụi này nè, thì cái con nào là đẹp nhất? Cá nóc thì thực sự là nó không có màu sắc sặc sỡ. Nhưng mà nếu như mà nói mà có màu thì em nhớ có một cái con nóc được gọi là nóc của Congo á, nó màu đỏ đỏ như củ khoai vậy. Nó đỏ đỏ màu. Là mình đang nói nóc nước ngọt á ha. Dạ đúng rồi. Nó nước mặn là một cái lĩnh vực khác. Dạ đúng rồi. Nóc nước mặn thì thực sự mà nói cái hồ phải rất là to. Thì thực ra tụi nó bơi rất là nhiều, là tụi nó không có cái trạng thái gọi là hay núp so với tụi nóc nước ngọt. Theo như những gì mà em biết về nóc nước mặn là vậy. Và những nóc nước mặn thì thực ra là người chơi nước mặn người ta cũng kỹ lắm. Người ta cũng không có chơi nhiều. Có lâu lâu đi mà bắt được thì họ cũng thả, chứ họ cũng không có nuôi. Nó dễ thương luôn. Cho lên chơi chứ không thấy đúc gì đó, không thấy đó. Dạ, khó quá mọi người. Tại vì thực ra mà nếu như mà muốn như vậy á thì em phải thò tay vô em vớt nó ra. Đúng không? Dạ, thì nó sẽ không có lên, nghĩa là bây giờ á thì em lỡ bỏ cái khay tôm vô trong ngăn lông, ngăn đông là mà giờ rã đông thì hơi lâu. Thì có gì khi nào mà lát nữa nó ra thì có gì anh Đức chạy qua dí vô. Nhưng mà mình cho nó ăn quá nhiều có vấn đề về mặt tiêu hóa? Dạ có anh, nó sẽ có nghĩa là mình cho ăn mỗi ngày. Nhưng mà nếu như mà một ngày mình cho ăn với số lượng quá nhiều, ví dụ như em cho ăn một ngày là cỡ 2 con tôm đi, nó sẽ bị bệnh tiêu hóa, thì lúc đó là mình không trị kịp á là nó sẽ đi luôn. Và bệnh tiêu hóa ở cá nóc là anh em gặp cũng khá là nhiều nha, chứ không phải là ít. Và cái việc mà các bé ra đi cũng khá là cao, cái tỷ lệ rất là cao. Cái rủi ro dành cho cái người nuôi cá nóc á là đối với bệnh tật của các dòng cá nóc á là thường mắc những cái bệnh gì ta? Thực ra thì em cũng mới trải nghiệm dòng nóc và cũng nói chung là bệnh thì em cũng chưa được tìm hiểu quá là sâu. Nhưng mà thì nấm là cái việc mà em nghĩ là sẽ có. Nấm. Và cái thứ hai nữa là nội ký sinh. Nội ký sinh cá nóc vẫn sẽ có. Do nó ăn đồ sống à? Dạ đúng rồi, ăn đồ sống là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là đồ sống đó mình không đảm bảo được nguồn và cái bệnh của cái đồ sống đó. Nghĩa là mình không vệ sinh kỹ
hay là cái nguồn mà mình lấy á, nó lại không sạch sẽ. Ừ. Hay quá. Còn gì nữa? Còn cái gì muốn chia sẻ về nó nữa? À, cái dòng cá nóc này thì thực ra mà nói đó là những cái mà mình nghĩ là mọi người nên tìm hiểu, nói chung là nên tìm hiểu trước khi mà nhập môn vô cá nóc. Bởi vì ra cá nóc á, nó sẽ có mức giá từ bình dân cho tới cao cấp luôn. Nghĩa là cao cấp nhất hiện nay ở nóc nước ngọt là con MBU. Và MBU thì là dòng cá nóc mà mình biết hiện tại có thể nuôi cộng đồng. Nghĩa là nuôi 1-2 con cá nóc MBU với lại những cái dòng cá khác. Nghĩa là hình như MBU chung với nhau nhưng cũng không được. Nghĩa là chơi với dòng cá khác thì được. Đó thì kích thước của MBU nó khá là to. Cái thứ hai nữa là anh em newbie nên tìm hiểu kỹ. Tại vì mỗi loài cá nóc nó sẽ có những cái hành vi khác nhau và mỗi con nó sẽ có tính cách khác nhau. Chứ không chỉ riêng là mấy bạn cứ nghĩ là cá thì làm gì có suy nghĩ mà làm có những cái tính cách khác nhau được như những cái dòng như là bò sát của anh em mình. Thực ra có đó, mỗi con mỗi cá thể nó có cái tính cách khác nhau chứ. Dạ đúng rồi. Tại vì em tìm hiểu về mới đây thôi là về những cái dòng săn mồi thì mấy anh chơi lâu năm á, mấy anh chia sẻ là em nhìn vậy chứ thực ra mỗi con nó có một cái tính cách khác nhau chứ không phải là con nào cũng như con nào. Ngồi xuống đi, nó khiêng hai cái ghế cho hai anh em ngồi không rồi nó đứng. Thấy thấy hai cam ra đứng. Ủa con cái họ cá nóc á thì nó rộng không ta? Rộng không? Thì thực ra hiện tại em biết được là có hai dòng cá nóc nước ngọt mà hiện tại anh em đang nuôi triển. Thứ nhất là Tetraodon, cái thứ hai là Bao. Đó là hai dòng chính. Bao thì nói là những cái dòng cá nóc nhỏ hơn, kích thước nhỏ. Còn Tetraodon thì ví dụ như là Fahaka hay MBU là những cái dòng nóc to. Nhỏ nhưng mà vẫn lớn hơn con này? Nó cũng cỡ cỡ con này anh. Một số dòng thì nó sẽ nhỏ hơn. Có nào dễ tìm không? Ví dụ như giờ anh muốn tìm một con thì có. Muốn tìm một con thì như nhỏ nói, nha, xa nhỏ, xa nhỏ mà cái không phá thủy sinh á, anh thích không nuôi phá thủy sinh. Ví dụ như cái hồ này các bạn, cái hồ này thật sự là nó tính cách của nó rất là thích luôn, mình nhìn cái hồ đơn điệu quá nó hơi buồn. Dạ, mình rồi. Thì mình khoái nó có thêm custom rồi chút xíu, cây cối nhìn nó tự nhiên hơn. Dạ, đúng rồi. Thì anh kiếm kiếm một bạn nào đó mà xa nhỏ thôi, có cái tính cách giống vậy. Và coi như sống chung với thủy sinh được. Thủy sinh đương nhiên cũng gọn gọn thôi chứ không phải quá cầu kỳ. Dạ. Thì thực ra cầu kỳ nó cũng khá là vướng bận cho mình. Tại vì thực ra nếu như mà, khó. Không phải, tại vì nếu như mà nó không có chỗ, một cái khoảng cát trống nếu mà nó vùi á thì nó sẽ vùi hẳn ngay cái chỗ mà mình trồng cây luôn. Lúc đó là cây nó sẽ rơi ra tùm lum. Mà lúc đó nó tụi nó cũng sẽ cảm thấy khó chịu nữa. Thì hiện tại nếu như mà em tư vấn cho anh thì theo như em được biết thì hiện tại có một số những cái dòng ví dụ như là nóc mắt bò, nóc mắt bò Mekong và nóc râu Henry. Thì còn một dòng nữa nhưng mà thực ra dòng này không, nghĩa là nuôi thủy sinh cũng được nhưng mà ở size nhỏ thôi, còn size lớn thì không thể nuôi được, đó là Fahaka. Thì hiện tại Fahaka nó có hai kiểu chính, một là Fahaka nuôi sinh sản và Fahaka bắt hoang dã. Thì đó là những cái dòng mà em nghĩ. Ví dụ là cái dòng mà nãy em nói mắt bò gì này nọ, nó tầm giá khoảng bao nhiêu mắt không? Em nhớ là tầm vài trăm. Chơi được, vài trăm chơi được. Dạ. Khỏe, anh em dễ chơi. Chứ mắc quá khó tiếp cận ha. Dạ đúng rồi. Nằm ngủ ngoan không? Tụi này nó sinh hoạt ban đêm hay ban ngày ta? Thực ra cá nóc nó sinh hoạt được tất cả các buổi luôn ha. Không phải là buổi tối, nghĩa là buổi tối nó vẫn sẽ ra nhiều hơn. Nhưng mà buổi sáng dù anh muốn nó ra, anh có dụ ngồi nó ra. Tụi nó không có cái tập tính giống một số cái dòng cá trê sống tận đáy thì tụi nó chỉ hoạt động ban đêm thôi. Còn cá nóc thì tụi nó hoạt động cả buổi sáng cũng được. December cho xem ống lọc của anh đi anh. December ở đây rất là đơn giản, cái máy lọc mua ngoài 250 hay 300 gì đó. Máy bơm. Máy bơm. Cái lọc. À cái lọc hả? Đây. Lọc theo kiểu cơ bản nhất có thể. Có như ba anh có quăng con tôm gì đó không ta? Đúng không? Trong đền hả? Đúng rồi, có con tôm nè. Con tôm còn sót lại, ba em để trong đó tạm luôn. Đây các bạn, chỉ có những cái gì qua này, cái lưới. Cái này gọi là Z-mat anh. Z-mat thì cái này là phần lọc thô. Lọc còn thô bên đây là 1 lít matrix. Matrix đem giữ vi sinh. Đơn giản vậy thôi chứ không có gì phức tạp cả. Đâu cạo leo đấy mình thấy rõ hơn. Này mình cái này em tự làm á hả? Dạ đúng rồi. Tự làm dán vô. Cái làm cái gì? À để cho khách tới quan. Dạ đúng rồi, khỏi phải giới thiệu đây, mọi người cứ tự động. Thì thực ra em ghi ở đây á là nhiệt độ là 22 đến 26, thực ra nó sống ở nhiệt độ nóng cũng được. Nóng nhưng mà đừng trên 40 độ nha. Trên 40 độ là nướng cá luôn. Lạnh thì cũng được, lạnh thực ra là ở nước ngoài người ta thích nuôi cá nhiệt độ thấp hơn.
Tại vì cái nước lạnh thì nó sẽ dễ dàng luân chuyển cái oxy. Ok anh em, còn câu hỏi nào muốn đặt cho bạn Quốc không về cái dòng cá nóc này thì anh em cứ comment bên dưới nha, mình sẽ thay anh em hỏi luôn nha anh em. Quốc thì rất là hay chơi cái gì là mày mò nghiên cứu, tại có cái lợi thế là anh văn rất là giỏi, đọc tài liệu nước ngoài rồi đâm ra có những cái mà chúng ta không có biết mà Quốc sưu tầm được, cho nên chia sẻ với anh em. Nhìn cái cách chơi là biết rồi, mày ước mơ mốt lên mốt mở sở thú hay mở cái gì nè đó, chia sẻ cho khách tham quan đầu đọc luôn nè. Dạ. Có hỏi gì nhớ comment bên dưới nha nha anh em. Nhiều lắm anh em, cứ từ từ anh em, cứ mỗi lần anh em thấy livestream á anh em cứ cho anh em tụi mình like tim rồi share rồi cho anh em có động lực chia sẻ rồi. 300 người xem trực tiếp mà quên like nữa. Lại quên like nữa rồi, kìa kìa. Chứ phải nhắc không, chết tôi luôn. Nói chứ mình không có ham hố like gì đâu các bạn. Like là một cái động lực thôi, để cho anh em biết là ok, có bao nhiêu bạn đang hứng thú với điều này thì anh em tụi mình chia sẻ nó sẽ hứng thú hơn. Chứ like không có đổi ra được gì hết trơn á. Cái dòng cá nóc này á, em trong quá trình em chơi em cũng chia sẻ thật với mọi người là cái việc mà tìm hiểu những cái, nghĩa là khi mà em lấy á, là em lấy ở bên anh Long Vũ. Thì lúc đó anh Long Vũ cũng nói là cái dòng này dòng mới, anh cũng chưa biết gì hết. Thì lúc đó anh chỉ mới biết là cái tên thôi, anh cũng chưa tìm hiểu sâu. Thì sau đó em có cái tên thì em mới lên tìm hiểu và anh cũng quen được một số những cái người chơi nóc, keeper ở bên nước ngoài. Thì thực ra mà nói để mà có thể có được tài liệu mà chăm sóc cái dòng này, tại vì thực sự mà nói dòng nóc á, những cái dòng hiếm mà không có nhiều á, cái cách chăm sóc như thế nào mình cũng không biết. Tại vì nó đa số là những dòng đánh bắt hoang dã, cá nóc hiện nay luôn là hoang dã, và cái cách chăm sóc nào mình cũng phải theo người ta. Là cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là mình phải tạo một cái môi trường nó hoàn toàn là tự nhiên, chứ không phải là như là có một số bạn nuôi á, các bạn có một cái thói quen đó là không có lót nền. Các bạn cứ nghĩ là nóc thì mình muốn thấy nó, mà muốn thấy nó thì mình khỏi lót nền luôn, vệ sinh cho khỏe. Nhưng mà cái điều đó là một điều cực kỳ sai trái. Nếu như mà không có nền thì cái việc đầu tiên mà các bạn thấy là cái con cá nóc của các bạn nó sẽ bơi liên tục. Mà cái việc bơi liên tục của con cá nóc á, nó sẽ không có tốt cho con cá nóc, vì cá nóc nó đâu phục vụ để bơi. Cái vây của nó như nãy anh Nam thấy, nó cứ quàng liên tục. Nghĩa là nó sử dụng ba cái vây đó của nó để bơi, chứ không phải là cái đuôi. Cái đuôi của nó hoàn toàn không mở ra thường xuyên. Nghĩa là lâu lâu nó mới mở thôi. Nghĩa là nó sẽ bơi từ từ theo kiểu máy bay trực thăng đi. Nghĩa từ từ, chứ nó không có đi nhanh được. Nó chỉ là nó không có đi nhanh được, đúng không? Dạ đúng rồi. Đó, và cái thứ hai nữa là cái mỗi loài nóc nó sẽ có những cái tập tính khác nhau mà mình cần phải học hỏi từ những cái người mà ở bên nước ngoài, vì họ đã trải nghiệm rồi, mình thu thập lại và mình tìm ra một cái cách đúng cho bên mình. Tại vì thực ra Việt Nam cái nhiệt độ của bên mình với bên người ta nó khác nhau, và mình cần phải thay đổi. Và cái việc mà kiếm tài liệu cho các bạn này á, thì thực sự mà nói tài liệu nuôi không có hiếm, mà tài liệu cũng có luôn, không có luôn, có luôn. Nghĩa là người ta chỉ có tài liệu về xuất xứ, rồi tên gọi, rồi ví dụ như những cái như em cơ bản vậy thôi, đúng không? Còn trải nghiệm chưa thì cũng chưa có luôn. Còn cái mà điều kiện nuôi nhốt hay là kích thước tối đa, nghĩa là ngay cả kích thước tối đa hay là kích thước thực tế, tuổi thọ là gần như không có. Người ta không ghi lại. Mà em cũng phải wiki à? Không, cái này của em là tìm hiểu, là hỏi từ hỏi từ những keeper nước ngoài á, cái đó mới chính xác á. Chứ không phải là cái độ pH này cũng là độ pH trung bình thôi, đúng không? Không quá chứ không có phải là phù hợp, nghĩa là nó không phải là những cái mà gần như chính xác 100%, nghĩa là những cái mà người ta thấy nuôi nó ổn định thì người ta ghi lại thôi. Thì lúc mà em đón bé này về là em chưa có biết gì về cái dòng này hết. Nghĩa là trước khi đón luôn nha. Trước khi đón là em đã phải tìm hiểu rồi. Em lao vô em tìm hiểu, nhưng mà lúc đó thì tại vì cái người mà em quen á ở bên nước ngoài thì lúc đó anh chưa làm video. Anh chỉ mới có một cái kịch bản thôi đó, thì anh mới đưa cho em xem. Thì lúc đó anh mới em có một số những cái kinh nghiệm, một số những cái trước mắt để mà em có thể làm, đó là em set up cái nền và có những cái cải tiến cái lọc, là anh thêm vật liệu lọc vô như thế này như thế kia. Thì em cũng học hỏi từ anh Long một xíu, là anh Long cũng là một người gọi là chơi cũng khá kỹ cụ, thì anh cũng có chịu một số cái, thì em tổng hợp lại và em đưa ra cái cách nuôi như thế này. Thì qua quá trình em trải nghiệm bữa giờ thì em có gọi là có cái rút ra được cái gì riêng cho mình không? Và em cảm nhận về nó như thế nào? Thì lúc nãy em cũng có chia sẻ là thực ra nóc không phải là, nghĩa là đa tất cả những loại cá nóc luôn, không phải là dành cho những bạn mà chưa nuôi bất kỳ một con nào, ngay cả cá săn mồi hay là những cái dòng cá cơ bản đi,
nghĩa là nếu như mà các bạn chưa nuôi bất kỳ một con cá nào thì các bạn đừng nên nuôi. Thì thực ra nó là một level trên so với lại cá săn mồi. Nó cần nó là một dòng săn mồi nhưng mà cái sự nhạy cảm của nó lại là quá cao đi. Nó quá cao. Ví dụ như mà như em nói đây, thay đổi pH một xíu thôi là nó sẽ bắt đầu stress lên. Và cái việc đó thì mình sẽ phải gấp rút mình điều chỉnh, nếu không là nó sẽ đi, nó sẽ chết. Ở đây em canh pH là em canh theo gọi là định kỳ hay là em nhìn phản ứng của con cá? Đúng rồi, mỗi lần em thay nước là em sẽ phải dùng cái đo. Em đo bằng thủ công chứ em không đo bằng máy, thì máy nó cũng không có đúng. Thủ công là chính xác. Thủ công là chính xác nhất. Thủ công là cái nhiễu vô cái gì nó ra màu khác cái gì. Dạ đúng rồi. Và em đo ở đây là luôn luôn là từ 6.5 đến 7 chấm là ok hết. Quá ok, có anh em nào đặt câu hỏi gì không? Giới thiệu kênh. Kênh của mình là Pet Reviewer Việt Nam nha, mấy bạn cứ gõ lên là sẽ ra. Pet Reviewer Việt Nam, rất là hay, rất là nhiều kiến thức á. Có một số bạn là hỏi em là tại sao làm những cái video nó quá dài và nó không thể nào rút gọn được. Tại vì thực sự mà nói á, anh em Việt Nam mình có một cái này mình sẵn mình chia sẻ luôn, đó là anh em Việt Nam mình khá là lười đọc những cái thông tin trên mạng. Hay là những anh em nuôi cũng vậy, anh em rất là lười đọc và thường là sẽ đi hỏi là nhiều. Còn em làm á là em muốn là mấy bạn cứ lên trên đó, các bạn không cần phải xem hết. Các bạn chỉ có thể xem một ngày một phần, một ngày một phần, một ngày một phần. Thì như vậy nó sẽ thích hợp bạn hơn, các bạn thích nghe hơn thì nó sẽ dễ dàng hơn. Dù sao cũng là kinh nghiệm của những người đã từng trải qua cái dòng đó thì nó sẽ phù hợp hơn. Mà ngay cả là những người đó lại đang ở Việt Nam nữa thì nó sẽ quá là phù hợp với các bạn luôn. Các bạn cứ là mua về là sẽ có người hỗ trợ các bạn. Với lại nói chung cái gu bây giờ người ta không có thích coi dài. Người ta không có thích coi dài, nhưng mà ngắn á, thì nó lại không có truyền tải hết được cái nội dung. Dạ, nên hiểu không? Dù nuôi một con bé thì có rất là nhiều yếu tố, ngoài setup hồ nè, sử dụng trang thiết bị gì, tính cách sao, ăn uống như thế nào, rất là nhiều vấn đề. Thì nếu mà đóng gói trong vòng khoảng 10 phút á thì nó rất là thiếu thông tin. Ha, thì kênh của mình cũng như kênh của Quốc á, thì nó mang tính chất là chia sẻ kiến thức cũng như là kinh nghiệm. Ha, thì nó phải tương đối dài chút xíu, chứ không phải là theo kiểu cởi ngựa xem qua đây có con cá lóc rất là đẹp, lướt qua chỗ này, lướt qua chỗ kia thì nó chán lắm. Cái này là mình muốn chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm ha anh em, cho nên là nó hơi dài. Nhưng mà nó đầy đủ thông tin. Dạ, đúng rồi. Nên là anh em cứ xem đi là anh em sẽ có thể nuôi được. Ví dụ như là cơ bản nha, là sẽ có được những cái bước đầu là trước khi nuôi các em cần, anh em cần chuẩn bị gì, cần chuẩn bị một cái tâm thế như thế nào, sắp tới sẽ làm gì. Nếu như mà trong quá trình đó anh em có cái thắc mắc gì anh em hỏi thì sẽ dễ hơn, dễ tư vấn hơn. Ok. Còn câu hỏi nào nữa anh em? Chào anh Đạt, chào hello anh. Hello Đạt nha. Ba Đạt. Hello ba Đạt. Hello Đạt. Hello Hưng nha. Hello Nam Hoàng. Hello anh Nam Hoàng hả? Nước ngọt em ơi, cái này là nóc nó có hai dòng, dòng này là dòng nước ngọt ha. Dạ. Cũng có dòng nước mặn nữa. À, quá dễ thương. Bữa nào anh qua Vi chơi Vi ơi. Ok anh em còn có đặt câu hỏi gì với dòng nóc này hay không? Nếu không có thì mình sẽ chuyển qua một cái dòng khác. Dòng này cũng sắp tới mình sẽ bật mí mọi người luôn, là cũng sẽ khá là thú vị và nhiều cái để nói mà không biết là có mỏi miệng hay không, để chứ mỏi lắm rồi. Anh em cho like đi, lát mình chuyển qua dòng khác nha. Like có động lực mọi người, chứ khác nước. Ok các bạn, thì qua cái clip vừa rồi chúng ta được tìm hiểu một cái dòng cá nó rất là hấp dẫn, rất là hay. Nó có những cái nó rất là lạ luôn. Khi mà chúng ta cho nó ăn thì chúng ta thấy nó quá là lanh, quá là dễ thương luôn. Nó y như là từ ở dưới đất nó chui lên, nó lụm cái trong làng xong lại nằm xuống. Thì cái đặc tính này nó khá là lạ ha, và nó kỳ bí á, rất là hay. Rồi thêm những cái kiến thức, kinh nghiệm chia sẻ của Quốc để chúng ta hiểu thêm về cái dòng cá này. Thì bản thân mình cũng là lần đầu tiên mình nghe được những cái thông tin này luôn, rất là thú vị luôn. Thì cũng muốn chia sẻ với các bạn những cái thông tin này. Ok mọi người, Quốc và Nam cảm ơn mọi người đã dành thời gian để xem clip ha. Và chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và xem clip vui vẻ. Đón chờ video tiếp theo của Quốc và Nam nha. Bye bye. Bye anh em. Shop Tiếp Vô Chính Hãng. Anh nghe em chia sẻ bánh cuốn.